chiều ngày 29 tháng 11, Bộ Giáo dục Đào tạo đã chính thức công bố phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo đó, phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 là thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc, toán, ngữ văn và 2 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12, ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Nội dung thi bám sát nội dung của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung đề, chung đợt thi, cùng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Mục đích tổ chức thi là để đánh giá đúng kết quả học tập của người học theo mục tiêu và chuẩn cần đạt theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy, học của các cơ sở giáo dục phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục, cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ. Đối tượng dự thi là người học đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trong năm tổ chức thi hoặc đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông nhưng chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông và có nguyện vọng dự thi để được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Người học đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã có bằng tốt nghiệp trung cấp có nguyện vọng dự thi để lấy kết quả làm cơ sở xét tuyển sinh giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp,